Chào mừng quý vị và các bạn đến với khu đô thị Park City Hà Nội. Park City Hà Nội rộng 77 ha được đánh giá là khu đô thị cao cấp dành cho người giàu tại quận Hà Đông. Với vị trí thuận tiện kết nối các tuyến đường huyết mạch và đặc biệt là không gian sống xanh, cộng việc quy hoạch chỉn chu bài bản của chủ đầu tư đã thu hút được lượng cư dân dịch chuyển vào khu đô thị này. Đến thời điểm hiện tại, tháng 5 năm 2023 này, Park City Hà Nội có 4 tiểu khu thấp tầng đang ở và 2 tòa chung cư T1 và T2. Tọa lạc giữa trái tim của khu đô thị, chung cư Parkira với 2 tòa tháp cao 31 tầng, có tổng là 432 căn hộ, với thiết kế từ 1 ngủ đến 5 ngủ, không gian các căn đều được bố trí tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Và toàn bộ tiện ích của cư dân căn hộ được set up tại tầng 4 của chung cư này như bể bơi, phòng gym, vườn nướng, khu vui chơi, thư viện, cà phê, v.v. Giá chung cư tại thời điểm hiện tại đang giao dịch từ 50 đến 60 triệu trên 1 mét vuông, giá thuê căn hộ từ 10 triệu trên 1 tháng. Ngoài ra thì trung tâm thương mại và hồ điều hòa trong nội khu cũng đã và đang được thi công những công đoạn cuối cùng để đưa vào hoạt động trong thời gian tới.